Nay như mình thấy có rất nhiều bạn đang nộp báo cáo tài chính và có đính kèm thuyết minh báo cáo tài chính của năm 2023, nhưng khi ký để nộp tờ khai thì lại không nộp được. Như vậy lỗi ở đâu thì các bạn sẽ cùng Kế toán Việt Hưng đi tìm hiểu nguyên nhân. Đối với bản thuyết minh báo cáo tài chính khi mà các bạn là kết xuất từ phần mềm kế toán ra có đuôi .xls và thuộc dạng tệp 97203 thì lúc này các bạn sẽ phải đổi đuôi 97203 này về đuôi Excel Workbook thì lúc đó file thuyết minh báo cáo này các bạn mới nộp được. Thì cách đổi đuôi như thế nào? Thì chúng ta mở thuyết minh báo cáo tài chính ra bằng file Excel có đuôi là 97203. Sau đó các bạn vào file, chọn Save As. Các bạn lưu vào một ổ nào đó ở trên máy tính các bạn. Tại đây, các bạn lựa chọn là Excel Workbook. Chúng ta nhấn vào Save. Các bạn đóng file thuyết minh lại. Như vậy là chúng ta sẽ có thêm một file thuyết minh báo cáo tài chính nữa. Có đuôi .xlsx và thuộc dạng tệp là Excel Worksheet. Thì như vậy khi mà các bạn nộp thuyết minh đính kèm với bộ báo cáo tài chính thì các bạn sẽ chọn file thuyết minh này. Trên trang thuế điện tử, sau khi các bạn đã nộp báo cáo tài chính của năm 2023 rồi thì chúng ta vào tra cứu tờ khai. Chọn báo cáo tài chính, các bạn đăng ký để nộp qua mạng. Các bạn nhấn vào chữ gửi phụ lục này. Các bạn nhấn vào chọn tệp tờ khai. Chúng ta vừa lưu file thuyết minh ở ổ nào thì các bạn chọn đến ổ đó. Và các bạn nhớ chọn đúng file là thuyết minh báo cáo tài chính .xlsx, sau đó nhấn Open. Và lúc này các bạn ký và nộp tờ khai như bình thường. Đó là cách giải quyết vấn đề khi mà các bạn nộp thuyết minh báo cáo tài chính 2023 đính kèm với bộ báo cáo tài chính mà chúng ta không nộp được.